Cổ động viên lo ngại Neymar mất World Cup, huấn luyện viên Brazil nói rõ vấn đề. Tuyển Brazil khởi đầu World Cup 2022 thuận lợi với chiến thắng 2-0 trước Serbia. Richarlison là chủ nhân của hai bàn thắng trên. Tuy nhiên, chiến thắng này chưa hoàn hảo khi Neymar rời sân với đôi chân tập tễnh. Được biết, cầu thủ này dính chấn thương cổ chân với mắt cá sừng húp. Nhiều người lo ngại Neymar sẽ mất World Cup, nhất là với tiền sử chấn thương của cầu thủ này. Tuy nhiên, huấn luyện viên trưởng Tite trấn an người hâm mộ khi được hỏi về trường hợp của Neymar. Đừng lo lắng, Neymar vẫn sẽ chơi ở World Cup, cậu ấy vẫn tiếp tục ra sân và tôi chắc chắn về điều đó, ông Tite chia sẻ. Neymar đóng vai trò rất quan trọng trong lối chơi của Brazil. Như ở trận đấu với Serbia, Neymar là người mở ra bàn thắng khai thông thế bế tắc. Anh nhận bóng trước vòng cấm rồi thực hiện pha đi bóng khéo léo, làm rối loạn hàng thủ Serbia. Vinicius nhanh chân dứt điểm từ đường chuyền của Neymar trước khi Richarlison đã bồi mở tỷ số. Neymar được bố trí thi đấu tự do ở khu vực trung tâm của Brazil. Anh và Lucas Paqueta thường xuyên hoán đổi vị trí, giúp liên kết tuyến tiền đạo với tuyến tiền vệ do một mình Casemiro đảm nhiệm. Trong trường hợp Neymar chưa hồi phục cho trận tới, Brazil vẫn còn nhiều cá nhân có thể thay thế vị trí ngôi sao của PSG như Martinelli, Antony hay Fred.